Xin chào các bác. Hôm nay tôi có hẹn với trại trâu nhà anh Lo, con nhà bác Thịnh ở Thanh Thủy, Phú Thọ, tham quan đàn trâu nhà anh vừa nhập được mấy ngày. Hiện tại quy mô chuồng nhà anh khoảng hơn 50 con trâu bò vỗ béo. Anh thường đi nhập trâu từ Sơn La, Lai Châu về vỗ béo và thời gian vỗ từ 2 đến 3 tháng sẽ xuất chuồng. Khi xuất thì các thương lái thường đến tận nhà để chọn trâu mang sang cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc. Đây là tổng quan của trại. Nhà anh hiện tại có 2 trại nuôi trâu bò vỗ béo. Trại ngoài đồng này thì mới được xây dựng có thể nuôi vỗ được hơn 50 con trâu bò. Chi phí xây dựng cái chuồng này thì mất khoảng 150 triệu. Hiện tại nhà anh đang trồng gần 5 mẫu cỏ để cung cấp cho trâu bò vỗ béo. Xin mời các bác tham quan cùng tôi nha. Cho mấy con ra đây tắm ở bác? Chục con ra đây tắm được á? À. Đây là hồ tắm, tự mình đào đây đúng không? À, lấy máy múc xong bắt đầu cho trâu xuống đây đầm. Mỗi lần đầm là khoảng bao nhiêu phút hả bác? Ôi thế rơi tầm khoảng 2 tiếng à? 2 tiếng. Hơn 2 tiếng cho đầm cả. Những con nào sắp xuất bán thì đầm đúng không? Vâng. Tức là những con nào mà sắp xuất bán thì sẽ cho ra đây. Nhưng mà đầm khoảng bao nhiêu ngày hả bác? Bác để ý không? À, trâu đen thì thôi. Vâng. Nhưng thường thường là nó rơi tầm khoảng 4-5 ngày không? Là đen chưa? Tuần. Một tuần là đen. Ờ. Đây là đất ở đây nó đất nước này, đây là đất bùn đen mà sáng bùn cơ, nó đóng bùn lên thì 5 ngày là nó đen trâu. Cách đây hình như là rơi tầm khoảng chục ngày thôi. 10-15 ngày. 10-15 ngày đó mà bây giờ nó cỏ đã phát triển như này rồi. Dã man thật, chứng tỏ là cỏ này rất là nhanh phát triển. Nhanh thật. Hôm nọ còn đứng đây nó còn quang đãng mà hôm nay đã như thế này rồi. Cái này có phải bón phân gì không anh? LPK hay là gì? Đạm hay là gì? Sợ thật, cỏ phát triển nhanh thật. Thả nào 15 ngày mình đã phải cắt, 25 ngày mình đã cắt một lần rồi. Nhưng mà nếu mà mùa đông là mình có nó phát triển nhanh như thế này không? Đấy, mùa đông thì kém hơn, nhưng mà Tết xong lập xuân ạ. À. Cỏ này tốt nhanh lắm. Ba sáu hỏi cả sáng mai xay một con rồi. Cái này là trộn bã bia cộng với lại cám lợn. Bã bia, cám lợn, cám ngô. Cám ngô. Đây toàn khác nhà phòng. Khác nhà phòng đúng không? Nhưng mà các bạn nhà anh lại trồng được cỏ này này. Mấy cân cám bia anh? À, mấy cân cám bia này? Ngày 8 bao. Ngày 8 bao cho bọn này á? Mỗi bữa là 4 bao. 4 bao cà chua bò. 4 bao bia. 4 bao 4 8 32. 2 bao cám. Cà chua bò đấy. 320. Còn một thô đó. Đó. 8 bao 8864 ngày 6 tạ tư. 6 tạ tư bọn này bao nhiêu con đây? 6 tạ tư bình quân 3 cân cám một ngày. 3 cân một con ạ. 3 cân một con. Cộng với lại cám, đấy là cám hỗn hợp gì? Hỗn hợp nghĩa là cám ngô, cám cho lợn là bình quân 3 cân. Bình quân 3 cân trung bình. Trung bình 3 cân. Nhưng bọn này là cũng cả trâu cả bò như ăn lẫn lộn hết. Ví dụ ngày mình cho ăn khoảng độ tạ 1 thì bò thì nó rơi chỉ ăn khoảng độ 2 cân thôi. Thì bò mình nuôi khoảng rất là kiểu dài. Bò lúa kéo dài lắm. Sợ. Không như trâu này. Trâu này mình mua khung về bắt đầu mình vỗ luôn. Hôm nọ mình xuống dưới
Hà Nội ấy. Đây toàn nuôi 6, 7 tháng, 8 tháng bắt đầu mới được bán bò ấy. Lâu dã man luôn cái bò 3B kìa. Chậm lắm rồi 3 tháng. 3 tháng nó sốt ruột rồi. Bởi vì bọn bò kia là nuôi phải nuôi lớn. Chứ không phải là nuôi vô béo nữa. Quen ăn gì lắm. Ừ, thường thường về những con nào mà không ăn thì mình tập ăn như thế nào? Bác. Khác khỏe hết. Cứ đoạn mình ăn lần xong hôm nay ăn được 2 hôm là quen ăn theo ăn hết. Tưởng thì ăn theo đấy đúng không? Nhốt xong ăn theo. Thế là nó phải biết cỏ đã. Nhiều con vào đây cỏ hút dám ăn không? Sợ không dám ăn, có con nào đến cả 10 ngày không bác? Nhưng mà làm thế thì bây giờ mình cứ cho tập ăn dần thôi á. Kệ đói nó kệ nó à. Như con này ra sao nó không ăn đúng không? Nó no à? No rồi. Cho lên ác. Nhưng con này nửa tháng bạn nữa con suốt đấy. Nhưng mà thường thường là anh đi chọn trâu ở đâu đấy? Khắp. Chỗ nào còn trâu già mua. Cứ trâu già là mua đúng không? Không. Để lại 2 con. Mà già non là không to là mua. Thế là cho ăn rồi kìa. Non mua. Mày vừa cho mấy thùng bên kia rồi? 3-4 thùng. Bò. 3 thùng. Má thùng là xong. Trâu thì... Cỏ này là nhà mình trồng bao nhiêu mẫu hả anh? 5 mẫu. 5 mẫu à? Thế trồng cỏ ở đây luôn hả hay ở đâu ạ? Mỗi chỗ vài rào. Một ngày bọn này nó ăn đến khoảng 30 cân cỏ không bác? Đến nhỉ? 30 cân. Hơn 30 cân. Ừ, những cái bọn này là hoàn toàn là vừa mua về hả bác? Con này mai làm là cho trâu này ra. Con này gì? Không. Con trâu trắng phải cho ra. Thường thường là một tuần mình cho đầm mấy lần? Nó lại có người là ngày nào cho đầm càng tốt. À, tưởng ngày nào cho đầm thì càng lại tốt. Càng tốt. Nghĩa là trâu vừa đẹp, vừa mát trâu. Ăn khỏe, đầm xong về nó ăn tốt. Bát bia kia là thường thường là mình để được bao nhiêu lâu? Cái này thì... Nửa tháng thoải mái 20 ngày. Nhưng mà nếu mà giả sử mùa đông thì mua ở đâu? Cơ hợp đồng hết. Công ty bã bia là nó mình hợp đồng rồi. Nói chung là mình làm ở trang trại này mình phải hợp đồng. Mình phải hợp nếu đồng. Mà không hợp đồng đến mùa này ấy thì đắt lắm. Như bây giờ ví dụ người ta mua 90-95-100 nghìn nhưng mình vẫn có 85 nghìn thôi. À. Vì mùa đông nó đâu có sản xuất bao bia đâu đúng không? Vẫn có, nhưng mà thực ra sản là xuất bia đâu? Ít thì thật ra nếu mà những người lạ thì người ta sẽ mua đắt hơn. Thế nhưng nhà mình thì mình sẽ mua đắt hơn. Đấy, mình sẽ hợp đồng ngoài 3 chỗ. Thật sự ở trong em ấy thì nhiều người hỏi lắm, bảo là không biết là mua bã bia ở đâu. Thậm chí là có người mua phải mua đến 200 nghìn một bao á. Không phải đơn giản đâu. Nó bắt bí đó. Lát nữa bác cho em xin cái mối đấy được không? Lát nữa cho em xin số điện thoại của mối đó để... Đây là thường thường là trung bình cái những con như này là bác mua về là khoảng bao nhiêu tiền? Con lớn nhất thì gần 50 triệu. Lớn nhất gần 50 triệu. Đá nhất thì 21, 22, 23, 25, 30, 35. Nói chung là lông côm. Đấy đó. Còn lớn nhất thì là kêu là 50 triệu.
thấy bác là cũng đi suốt ngày để chọn trâu nhỉ? Việc thì có ông với lại có nhà về mình có phải tẩy giun gì không? Về tẩy giun, tẩy giun sáng. À. Có phải làm vaccine gì không? Không. Bỏ tiền vào. Đã chở bao bia vào chưa? Lấy bao tiền vào? Ừ đúng rồi, có đâu không phải lấy là nó dài hơn đấy. Thế thôi, cắn em.